tôi sẽ cùng với Sammy, bọn tôi sẽ không làm YouTuber nữa, bọn tôi sẽ chuyển qua bảo vệ cho tổng thống. Ok không? Ok. Ê, sao ông chết queo rồi? Ai biết. Như anh em cũng đã biết á, thì trước kia tôi với Sammy cũng đã từng mở tiệm net với nhau. Nhưng mà bởi vì Sammy báo quá cho nên tôi đã bị phá sản. Ừ, cho nên là hôm nay là tôi rủ Sammy là không làm tiệm net nữa, mà bọn tôi sẽ cùng nhau đi làm vệ sĩ bảo vệ cho tổng thống nha Mini. Ủa mà làm cái này dễ hơn tiệm net đúng không? Dễ hơn, bây giờ nha, tập này là tôi sẽ hướng dẫn cho Sam làm, hiểu không? Rồi sau đó tập sau Sammy sẽ là người bảo vệ tổng thống luôn, ok rồi, chưa? Ok. Rồi, thật ra tôi cũng không biết đâu, tôi chỉ nói vậy thôi. Ôi trời. Nè Sammy, nhìn thấy gì không? Tổng thống của chúng ta đang có một cái tia laser chỉa vô người, hiểu không? Wow. Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ tổng thống đó. À, chưa kịp bảo vệ luôn á ba. Ủa là... là bảo vệ dữ chưa? Đây nè, nhiệm vụ của chúng ta là phải chạy lại chỗ tổng thống nè, sau đó nhảy vô. Hơi, đẩy tổng thống ra, đó hiểu không? Wow. Và khi mà chúng ta đẩy tổng thống ra là tổng thống sẽ không bị làm hại. Lúc đó chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hiểu không? Ủa là cái nghề này chỉ cần đẩy người ta cái là có tiền vậy hả? Đúng rồi, rồi tiếp nha, tiếp nha. Mày tiếp theo. Tổng thống ơi. Tổng thống ơi, em cứu anh đây. Ok. Tổng thống ơi, em tới đây. Chưa kịp tới luôn. Rồi xong, tổng thống còn có cái bộ tóc giả thôi. Khổ ghê luôn, khó vậy. Nhảy nữa. Sao lại nhảy? Trừ luôn. Trừ luôn rồi, trừ luôn rồi. Trời ơi. Yes. Yes. Cứu rồi. Cứu rồi. Yes. Yes, yes, yes. Nhảy, đồ này nhảy. Tổng thống còn sống, tổng thống còn sống. Yeah, nhảy, 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 nhảy. Hip hop, hip hop. Yeah, yeah, yeah. Nhảy kiểu gì? Nhảy kiểu gì vậy? Ủa con, cái chân tổng thống. Cái chân tổng thống bị gì? Tổng thống múa còn dẻo không đó kìa. Màn tiếp theo. Ủa sao có bức tượng đây vậy? Nó bị chặn bức tường. À, nó bị chặn bức tường rồi má. Vậy là mình phải nhanh hơn hả? Ông phải đập bức tường. À, mình phải tung vô bức tường luôn. Đúng rồi. Ok. Hi. Bay cao quá, làm lại. Thấp lại, thấp 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 thấp. Hi. Yes. Oh. Yes. Quay à. Cứu được tổng thống rồi. Trời ơi, mừng quá. Wow. Màn tiếp theo, đây là tổng thống và ủa trên này có gì đây? Tượng vàng. Có mấy cái bức tượng và trên mấy bức tượng này có tiền hả? Ui, tăng lương. Ê sao mày, hay giờ mình lấy cục này xong mình nghỉ luôn á, chứ cục này hơi nhiều tiền lắm luôn á. Nhưng lấy mà bây giờ làm cái nghề này ổng gì đâu, tổng thống trả mình nhiều hơn. À đúng rồi, tổng thống trả nhiều tiền hơn đúng không? Không có suy nghĩ sâu xa vậy hết trơn. Quên, làm lại nè. Rồi nhảy qua. Em cứu tổng thống nè. Wow. Ghê không? Một phát ăn luôn. Trời ơi, tổng thống đứng kế bên tôi à. Trời ơi. Yeah, đây đây em nhảy với tổng thống coi bài nha tổng thống. Nhảy nè. Yeah. Ủa? Tổng thống xỉu rồi. Rồi, màn tiếp theo là gì đây? Màn tiếp theo là chạy trên lầu xuống hả? Trời ơi, ông đi bình thường được không? Nó bị té, Tổng thống ơi, để em xíu, tổng thống ơi. Em đang xuống. Ê, té nữa, trời. Té hoài luôn ba. Quá vậy. Làm lại nè. Nhảy đi, đúng rồi. Nhảy xuống. Ông nhảy cao lên. Từ từ bình tĩnh, ba cứ từ từ bình tĩnh. Đây, nhảy xuống nè. Rồi. Rồi ok, yên tâm tổng thống. Em tới liền. Tới liền. Shit. Trời ơi. Vừa nhảy tới luôn bà. Cái gì tổng thống đi? Rồi nhảy nè, nhảy. Nhảy nè. Rồi, đúng rồi. Tổng thống đợi em xíu, tổng thống. Đứng lên. Ôi. Đứng lên. Bị gãy chân ngay cái gì vậy? Nó bị què rồi sao ơi. Cái nhân vật. Trời ơi, làm bảo vệ tổng thống khổ quá. Ngắm thẳng vô người tổng thống nè. Nhảy. Nhảy vô miệng luôn. Nhảy vô cái miệng luôn. Rớt bộ răng giả. Rớt bộ răng giả luôn mấy má ơi. Làm lại đó. Nhảy. Nhảy thấp thấp thôi. Nhảy biết thấp. Biết nhưng mà cái game này, cái con nhân vật này giống như là nó không có xương nha, bị loãng xương sao ấy. Rồi. Yes. Rồi. Cứu được tổng thống rồi. Rồi màn tiếp theo nè. Tổng thống ơi, yên tâm của em đây. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Bơm. Tổng thống ơi, bơm. Bơm, tổng thống ơi, bơm. Ui. Ủa thắng rồi hả? May quá, vẫn cứu được tổng thống. Ủa, sao tổng thống cứu được mà tổng thống nằm đó tổng thống? Không sao. Không sao, cứu được. Gì đây? Gì đây vậy? Bấm C để ngồi xuống. Trời ơi, chui qua tới nơi là tổng thống đem chôn luôn rồi. Rồi xong luôn. Vậy mình phải nhanh hơn. Hi, chạy. Ngồi xuống, nhanh. Nhảy. Ai da. Tổng thống văng đi luôn rồi. Làm lại nè tổng thống ơi. Em tới nè. Nó đập đầu dưới tường. Ngồi xuống. Rồi tối nè, đứng lên nè. Nhảy nè. Đúng rồi. Yes. Đã cứu được tổng thống.
Ôi, mạng tiếp theo. Gì có tiền vậy? Vậy trời ơi, sao có nguyên đồng đóng tiền đây vậy? Cám dỗ vậy? Tính mua chuộc tôi, hiểu không? Nhưng mà không, tôi sẽ bảo vệ tổng thống. Tổng thống ơi, yên tâm, em xuống nè. Ây da, thôi em lấy tiền về nè tổng thống. Cái đóng tiền này không bao giờ mua chuộc được ta đâu. Chạy qua góc kia. Tránh ra. Rồi, đúng rồi. Mày đóng tiền rồi, tránh ra. Tổng thống ơi, đúng em rồi. Xuống nè. Tổng thống. Cái gì vậy? Nhảy gì vậy? Trời ơi, cái đóng tiền này không làm gì được ta đâu. Đúng rồi. Tổng thống ơi, em xuống nè. Cố lên. Lụm tiền. Lụm tiền liền. Kỳ này về là tổng thống phải tăng lương cho em nha tổng thống. Đúng nha. Đúng rồi, quá trời. Rồi cái màn tiếp theo là cái gì đây? Ủa cái gì? Ủa, sao mà có mấy thùng ở đây vậy? Sao có mấy thùng ở đây vậy? Ủa, tổng thống kia kìa. Tổng thống. Trời ơi, xém nữa cứu được tổng thống rồi. Trời ơi. Vậy là mình phải ném cái thùng. Hoa sam. Ây da, cái thùng nè. Ây da, tổng thống nè, em xíu tổng thống ơi. Ây da, cái thùng nè, tổng thống ơi. Trời ơi. Ây da, trời, dắp cái thùng té trời. Việt Nam Racing Boy. Nè. Ây da, tung chúng cây xương rồng. Mang kiếm vô giống giống vệ sĩ vậy đó. Rồi, mẹ hết. Rồi. Nhảy qua. Rồi. Tổng thống ơi. Thấy chưa? Tôi nói rồi, giờ trời mắt đó. Thấy chưa? Yes, cứu được tổng thống ơi. Rồi. Rồi. Tổng thống đâu? Ở đây tổng thống đây. Ủa sao mấy người bắt như này vậy? Sao có gia đình bị nhốt như này vậy? Ủa? Miếng bánh nào rớt đầu tổng thống vậy? Sao tiền có miếng bánh rớt cái đầu tổng thống vậy? Trời ơi. Miếng bánh bự vậy. Làm lại. Rồi, đẩy. Phải đẩy liên tục đúng không? Đẩy đúng không? Rồi đẩy. Đẩy ra chỗ khác. Đẩy nè. Rồi. Ok, yên tâm rồi. Nằm ở đây không thể nào thua. Rồi đẩy xa hơn miếng, đẩy xa hơn miếng. Bình thường mình đẩy đâu cũng được. Đẩy xa hơn miếng nè. Đó, rồi yên tâm không sao đâu. Ok, chắc là được rồi đó. Rồi. Mình phải canh thời gian. Hui. Rồi. Yes. Sammy coi tôi nè. Đâu? Hui. Wow, lộn mèo. Mèo lộn luôn. Sammy coi tôi nè. Hui. Sammy coi tôi nè. Hui. Sammy coi tôi nè. Hui. Wow, ghê không? Hui. Ghê không? Anh chặt chơi. Bà đừng có khen tôi, bà khen tôi là tôi thua. Bà đừng có khen tôi, bà hiểu không? Không khen đúng không? Không khen, chê khen không? Ừ, phải chê, hiểu rồi. Không? Trời ơi, chơi game gì gà với quỷ gì hết trời. À, game gà, à, chơi đúng gà đúng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Chê thôi nha. Bà đừng có nói gì luôn đi, bà đừng có nói gì luôn. Im lặng luôn đúng không? Im lặng đi. Sao im lặng vẫn thua vậy? Đó hay không? Hi. Trời ơi, không bị ai nhập á. Làm lại nè. Lộn mèo. Ok. Vô. Đuôi. Vô. Tổng thống ơi, em tới nè. Trời ơi, cái cây cờ. Dướng cái cây cờ. Trời ơi, dướng cái cây cờ. Không sao, làm lại được mà. Đó, mình làm lại được. Mình biết cái chợt. Không sao, mình đứng dậy được. Tổng thống ơi. Ê, nó dướng cái cờ nha, nó dướng cái cờ nha. Nó dướng cái cờ nha, mình phải né cái cờ đó. Hi. Ủa, mày cao vậy? Tổng thống ơi, em tới nè. Ây da. Rồi. Đó, đưa nè. Rồi. Đó, đưa nè. Rồi, né cờ trái. Tổng thống ơi, em tới nè. Tại sao mày còn chút xíu nữa không mày tới luôn đi. Còn chút xíu nữa không mày tới. Rồi. Cây tê. Làm lại nè. Ok được rồi. Rồi. Tổng thống ơi. Em tới nè. Đau tim quá à. Chơi game này đau tim quá các bạn. Muốn chết luôn rồi em à. Màn tiếp theo. Tổng thống đang đứng ở trên. Chúng ta phải chạy lên trên để cứu tổng thống. Chúng ta chưa kịp chạy lên trên nữa. Ủa giờ sao lên được? Oh. À. Oh. Nó có cái bánh nó đẩy mình lên. À. Oh, hay okay. Vậy. Ê, thắng rồi hả? Ờ thắng rồi. Tiếp hay nè. Vậy? Ủa. Tổng thống đâu rồi? À. Trời ơi, tổng cháy luôn hả? Tổng thống đang bị lửa cháy, mình phải giải cứu tổng thống. Nhảy xuống dưới. À, tổng thống bên kia. Tổng thống ơi. Không kịp. Ủa sao đẩy được? Để xem coi làm cách nào xuống được đó không ta. Phải dập lửa chứ. À mình đi đường này được. À. Làm lại, đi xuống đây. Ok. Tổng thống, đợi em xíu tổng thống.
con nhân vật này nó như con bún vậy đó. Con nhân vật giống con bún thiệt. Đụng cái nồi xoay 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 xoay. Không sao không sao, tao bóng ơi. Rồi. Đợi em xíu. Em tới liền. Dạ. Dạ không kịp. Tổng thống ơi, em tới rồi. Bực quá. Cái này khó quá ta. Tổng thống ơi. Trời ơi, vô mà chơi. Tổng thống ơi, em tới cứu tổng thống nè, tổng thống ơi. Thằng nhân vật này tôi thề tôi muốn chửi nó ghê luôn, tôi tức quá. Thằng nhân vật này nó bị cái gì? Bị cái gì vậy? Bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Ok ok, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Dương cái đầu. Nó còn dương cái đầu của nó. Cây đó. Cây đó. Tổng thống. Tổng thống ơi. Yes. Ủa? Cứu được rồi. Cứu được rồi. Cứu được rồi. Cứu được. Cứu được tổng thống rồi. Trời ơi. Ôi. Rồi màn tiếp theo là gì đây? Ở phía trên đang có một cái tia laser đang chiếu từ trên xuống. Tổng thống của chúng ta đang đứng ở bên này. Vậy có nghĩa là mình phải chạy từ bên này chạy qua tới bên kia luôn hả? Ui sai à, hả? Khó nha. Để coi coi nè. Ôi. Yeah. Ây da. Té không té té. Nổi, không tới nổi. Không tới. À vậy mình nhào lộn được không? Huy. Mình nhào lộn được không? Huy. Được được được. Tổng thống. Tổng thống ơi. Nằm xuống. Trời ơi, nó còn nằm, nó nằm trên bàn, nó kiểu người mẫu thời trang nữa kìa. Ôi. Yeah. Cuối cùng cũng cứu được tổng thống ơi. Mừng quá. Nhìn mặt tổng thống kìa. Người coi giật luôn à. Lần tiếp theo. Được mà. Mình phải nhanh hơn, mình phải nhanh hơn. Nhanh quá. Huy. Phải nhanh hơn xíu nữa. Huy. Nhanh hơn xíu nữa. Huy. Nhanh hơn xíu nữa. Huy. Nhanh hơn xíu nữa. Hi. Cố lên. Nhanh thêm xíu nữa. Hi. Tôi cứu được rồi nha. Ok bạn ơi. Tổng thống không bị gì vậy. Ok bạn ơi, coi như trong tập này tôi đã hoàn thành được xong nhiệm vụ giải cứu tổng thống của tôi rồi. Thật ra tôi nghĩ là còn màn 4 với màn 5 nữa. Nhưng mà màn 4, màn 5 tôi sẽ nghĩ là tôi sẽ để tập sau nha các bạn. Chứ từ nãy giờ tôi la nhiều quá, tôi khen cổ họng rồi mọi người ạ. Tập sau là đến Sammy và bảo vệ tổng thống. À, tập sau là còn tới lượt vệ sĩ Sammy nữa. Nhưng mà vệ sĩ Sammy sẽ gọi là chơi lại từ đầu nha. Để cho vệ sĩ Sammy gọi là quen đã không thôi. Khó quá, vệ sĩ Sammy chơi không được đâu. Trời ơi, chơi luôn chứ sợ gì, tôi chấp hết. Vậy nha, quyết định như nha. Ok, còn bây giờ thì kết thúc video tại đây. Are the king, hello team, hello team.